Ông chủ, tại sao anh lại khóa phòng số 7? Cậu quan tâm làm gì? Lại trời, lại Phật, lại tổ tiên, xin hãy cho con được giàu có. Giữ cái này hộ tôi 10 ngày, tôi sẽ xóa nợ cho cậu. Cậu làm gì trước cửa phòng số 7 thế? Sao anh lại khóa nó? Chuyện gì thế? Đón xem bộ phim Căn phòng số 7 trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPC, VTC Digital, HTVC,